Ở độ tuổi dậy thì, trẻ thường có nhiều thói quen về sinh lý và tâm lý. Điều này dẫn đến hành vi và các thói quen của trẻ trở nên khác biệt so với các giai đoạn trước. Bước chuyển này được xem là quan trọng nhất cuộc đời. Vậy các cha mẹ cần có những kỹ năng gì để đồng hành cũng như trở thành chỗ dựa an toàn cho con trưởng thành? Được sự đồng ý của bạn Hồng Vi, một học sinh lớp 12 tại Hà Nội, ekip của chương trình Kỹ năng sống đã đặt máy quay tại nhà của Vi. Hồng Vi có một em trai là học sinh lớp 3. Cậu em trai của Vi khá hiếu động. Sau vài ngày ghi hình thì hôm nay hai chị em Vi mới cùng ở nhà buổi sáng. Được nghỉ học nên Vi dậy khá muộn, tranh thủ lúc chị còn ngủ thì cậu em đã lấy điện thoại của Vi hăng say chơi điện tử. Cậu em tỏ ra khá quen thuộc với cái điện thoại của chị. Tầm điện thoại của chị rồi. Trong mọi tí thôi. Thôi nghe đúng không? Không, trong một tí thôi. Một tí thôi. Đang đánh dở bán này. Một tí thôi. Ích kỷ thế. Vì thức dậy khoảng hơn 9 giờ sáng và việc đầu tiên là lấy lại điện thoại. Đấy. Không mượn nữa, sao lại mượn? Vô đây chị ạ. Ngủ thì ngủ luôn đi. 6 giờ chị ngủ thì 10 giờ chị dậy cũng được ạ. Sao? Dậy làm gì? Mày hỏi buồn cười nhỉ? Ngủ nó thì dậy. Không mượn tí đi. Không mượn nó không mượn nhỉ? Sao phải mượn rồi? Không mượn. Chăm chú vào màn hình. Có vẻ như điện thoại là ưu tiên chú ý của cô bé sắp bước sang tuổi 18. Chị ừ? Cho mượn điện thoại con. Không mượn. Thằng này. Ê, sao gắn em nhỉ? Hả? Ê, kỷ á. Hả? Nhờ điện thoại cho em đi. Không. Cái gì đấy? Bạn mới của ông ạ. Sao nhanh đi bên giường ăn à? Mày có dọn ngay đi không? Giường chỗ cho mày ăn mì mà. Dọn luôn. Bận hết cả ra giường rồi kiến lên. Dọn ngay. Ủa ôi. Chị tự đi mà dọn. Cái thằng này. Sau nửa tiếng đồng hồ, Vi bắt đầu tập thể dục ngay trong phòng. Từ cái gọi là khủng hoảng về mặt, tức là phát triển đột biến về mặt sinh lý thì nó sẽ dẫn đến là khủng hoảng về cả tâm lý nữa. Nó rối ren nhiều chuyện lắm ở cái tuổi này, là gọi là người lớn chưa tới, mà trẻ em thì chưa qua. Nhá. Nó... não bộ phát triển, hệ thần kinh phát triển, tư duy phát triển thì nó nghĩ là nó có thể làm được rất nhiều thứ. Gần trưa, Hồng Vi bắt đầu ngồi học bài rất nhanh chóng và chuẩn bị ra khỏi nhà. Không biết Vi định đi đâu nhỉ? Lứa tuổi này nó buồn vui bất chợt, nóng lạnh bất chợt, chứ không phải lúc nào nó cũng nóng mà cũng không phải lúc nào nó cũng lạnh. Nó rất bất chợt. Thế mình bây giờ cái cơn nó có thể dài một vài ngày, có thể chỉ một vài phút thôi, có thể một vài tiếng. Nên mình phải chấp nhận im. Mình nếu mà mình không nhìn được cái cảnh nó thế thì mình phải tránh đi chỗ khác, tránh đi chỗ khác. Thậm chí cha mẹ mà học được thiền cũng rất tốt. Rất tốt. Để mình đầu tiên mình có tĩnh cái tâm mình thì mình mới có thể đủ sự mẫn tiệp hay là sự tỉnh táo để mà mình tìm ra giải pháp.
để mình sẽ nói với con những lời gì, mình sẽ làm những gì. Theo như mô tả của Vi, mẹ em bán hàng tại một cửa hàng thực phẩm. Bố Vi thường đi công tác xa. Tuy mẹ rất chu đáo với gia đình, nhưng không hiểu sao Vi và mẹ không hợp nhau cho lắm. Mẹ thường xuyên kiểm soát Vi, cấm đi chơi và đặc biệt nghiêm khắc trong vấn đề học tập. Đi đâu em? Em đi học thêm tiếng Anh chị ạ. Mấy giờ vào lớp? Chắc tầm 15-20 phút là em vào lớp ạ. Đi bằng gì? Em đi xe đạp điện. Thế hôm nay bọn chị quay ở trong nhà em, mẹ em biết đâu? Chắc mẹ em không biết đâu ạ. Thế thì sao? Thì chắc cũng chẳng sao đâu chị ạ. Ekip của chương trình bàn bạc với Vi thử phản ứng của mẹ khi Vi trang điểm và xịt tóc màu. Vi biết tính cách của mẹ nhưng vẫn muốn thử xem mẹ sẽ ra sao trước sự nổi loạn này. Thì nó nghĩ là nó có thể làm được rất nhiều thứ to lớn và quan trọng ở ngoài kia. Nhưng cha mẹ thì không yên tâm, không tin con, lúc nào cũng hoảng sợ và cấm đoán. Thế làm gì mà chả xung đột? Phải chấp nhận nó, phải hiểu rằng cái đứa trẻ nó ở cái lứa tuổi dậy thì là bản thân nó đang ở trong một cái thời khắc, một cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của nó. Bản thân nó đang ở trong một cái mớ bòng bong, nó không biết thoát như thế nào. Thì mình đừng có dạy gì mà chất thêm khó khăn cho nó nữa. Ê, cu, làm gì đấy? Qua đi xịt chị phát. Xịt hộ chị cái. Thôi đừng chơi game nữa, qua đi xịt cho chị nào. Gì? Ui, nó rách cả ra tay chị nào. Xịt lên đoạn này cho chị phát. Xịt cẩn thận nhá, không cay mắt chị. Đây nè. Đây đúng không? Ừ, xong em xịt thẳng xuống đây à? Ừ, chắc thế. À, nhẹ thôi, lạnh ra đầu chị á. Với sự trợ giúp của em trai, Vi đã có mái tóc với màu sắc khá bắt mắt và hợp xu hướng tuổi teen. Tay nghề của em phải xịt là đẹp. Úi! Tay nghề của mày thế? Đưa. Có bị dây ra tay không? Không dây đâu. Xinh chưa? Trời đất ơi, để đỡ cần phải đi nhuộm tóc luôn đấy. Vi cũng không nhận ra diện mạo của mình lúc này. Ủa, sao nó lạnh thế này? Lạnh mà. Cô bé có vẻ rất thích mái tóc, nhưng cũng hơi e ngại với mẹ của mình. Nhưng Vi cũng rất dũng cảm thử phản ứng của mẹ. Mẹ ơi! Mẹ! Con có chuyện gấp! Mẹ ơi! Đây! Nhanh lên! Gì? Họ uống lên nhỉ con? Gì thế? Ôi trời! Cái gì thế này? Ôi trời! Sao mày xịt cái gì mà vàng cháy hết cả tóc này hả con? Lại còn đánh son nữa! Thì bình thường con cũng đánh mà mẹ. Bình thường cái gì? Mẹ đã cho phép mày đâu mà mày dám xịt tóc như thế hả? Thì con thử một xíu thôi mà. Nhưng mà đẹp mà mẹ. Đẹp cái gì? Thử cái gì? Con không được phép. Mẹ cho phép con làm cái gì thì con mới được làm nhá. Nứt mắt ra. Mới mười mấy tuổi đầu. Khi nào mày lớn nhá, làm ra tiền, lúc ấy mày thích làm gì mày làm, mày nhuộm màu gì cũng được. Mày đánh son phấn như nào mẹ không cấm. Mẹ. Đọc pass cho mẹ nhanh lên. Mẹ. Đọc pass cho mẹ. Con để láo nhở? Mẹ nói một câu cãi một câu. Mẹ có quyền, hiểu chưa? Mày là con của tao. Sao mẹ vô lý thế? Tại sao con không hỏi được mật khẩu điện thoại của mẹ? Mẹ lại đòi mật khẩu điện thoại con. Tao đẻ ra mày, tao nuôi mày lớn bằng ngần này, tao có quyền, hiểu chưa? Mày không được phép nói với mẹ như thế. Đọc pass ngay cho mẹ. Không, con không đọc. Đưa đây. Mẹ. Cái gì? Mẹ lấy làm gì? Mẹ lấy cũng có làm gì đâu. Chẳng những mẹ dùng được màu này. Tao vứt đi, không được dùng. Ui, có gì đâu mẹ, giờ ai chả thế. Con này, tí nữa con còn đi sinh nhật bạn mà thôi, con đến giờ mà. Con đi rồi, con đi đây. Mày đi đâu? Ở nhà. Con đi sinh nhật bạn. Ở nhà không được đi, gội đầu lau hết son phấn đi đâu thì đi. Không, con chả. Nhưng mà con làm nó lâu, một tiếng con làm mới xong đấy, mãi mới được này. Sao mẹ bắt con đi gội đầu mà con chỉ đi có một xíu thôi, đi có mỗi một xíu thôi. Mẹ làm gì có cằn nhằn thế nhở? Con này. Thằng này, mày tiếp tay cho chị mày đúng không? Hả? Cứ liệu tuần hồn đấy. Đi mà học bài. Khi mà đã lên cơn điên với con rồi thì thường khó kiểm soát lắm. Với khả năng chịu đựng của cha mẹ Việt Nam thì nó, tôi nói là nó thấp đấy. Thì như thế không bao giờ
không bao giờ ra được một cái kết cục tốt cả. Tại mọi người phải hiểu như này này, một đứa trẻ nó ở trong giai đoạn dậy thì ấy, trong giai đoạn khủng hoảng ấy, chính nó còn chả biết nó là ai nữa. Chính nó còn còn không biết được, nó còn không kiểm soát được, nó không biết được nó là như thế nào. Cha mẹ ở giai đoạn này, việc đầu tiên phải học là im lặng. Là im lặng. Chứ không phải là nó một câu mình năm câu, hoặc nó năm câu mình một câu. Mà lúc này tôi nói, bây giờ nhìn lại thì tôi thấy là im lặng. Sau khi bỏ ra ngoài với bộ tóc mới, Vi trở về nhà và một câu chuyện bất ngờ đã diễn ra. Mày đi đâu về nè con? Hả? À, thì từ nãy giờ con bảo con đi sinh nhật bạn của mày. Đứng lại mẹ bảo. Dạ. Mày học hành kiểu gì để cho cô giáo nhắn điện thoại cho mẹ? Hành kiểm sút, điểm số cũng thấp hả con? Suốt ngày mày ăn chơi đua đòi như thế, thời gian đâu để mày học? Đứng lại hả? Đứng lại mẹ bảo. Dạ. Cái kiểu đâu mà mẹ nói mày cứ đi như thế là sao hả? Đưa ba lô đây. Mẹ buồn cười thế nhở? Con không được. Con này. Ê, mở cửa ngay cho mẹ. Ê, mở cửa ngay cho mẹ. Ê, mở cửa ngay cho mẹ. Ê, mở cửa ngay. Mở cửa ngay cho mẹ. Ê, mày có mở cửa ra ngay không hả? Mày không mở cửa mày chết ngay với tao nhá. Con gái mất dạy, nuôi mày lớn mà gần này mà mày như thế à? Hả? Mày chống đối à? Mở cửa ngay. Ê, mở cửa. Mình nuôi con lớn bằng gần này và cháu học lớp 10, bây giờ lại đua đòi xịt tóc xong rồi son phấn, học hành chảnh mảng. Kết quả học tập nó tụt dốc một cách nhanh chóng nên là tôi rất là lo. Chính vì vậy tôi mới cáu cháu, có quát mắng cháu. Nên là cháu nó có khóc và buồn. Thực ra tôi thấy mình cũng cư xử cũng hơi quá. Nếu lúc ấy tôi bình tĩnh hơn thì là có lẽ mọi chuyện nó không đến nỗi như vậy. Mình đang khi nóng giận ấy, mình không thể nào mà mình tìm ra được một giải pháp nào nó tốt cả đâu. Đang nóng giận thì không thể tìm được đâu. Nên mình tìm kiềm chế để cho hai bên, cho cảm xúc hai bên cùng có cơ hội được lắng xuống. Cùng cơ hội được lắng xuống. Xong khi mình tĩnh tâm rồi, mình nghĩ rồi, thấu đáo rồi, lúc đấy mình hãy tìm cách. Mà thực ra cũng khó đấy. Nhẩn nha, trò chuyện với nó. Những cái việc ý nó rất là nhanh, hơn nữa lại bây giờ các cháu nó còn sử dụng điện thoại nữa, xem internet nhiều, nên là tiếp thu nhanh lắm. Chỉ có điều mình là bố mẹ mà mình bao giờ cũng vậy, luôn luôn nghĩ con mình rất là nhỏ, muốn bao bọc con, không muốn con ăn chơi đùa đòi, nên là mình vẫn chưa quen được cái việc ý. Nghiến răng chờ đợi, nhắm mắt làm ngơ, cứ để đi rồi nó sẽ qua. Bây giờ tôi khẳng định là cứ để yên thì nó sẽ qua, mà mình cứ nhào vào là kiểu gì nó cũng lại xông trận. Dù cái chuyện gì khủng khiếp nhất có xảy ra thì cha mẹ vẫn luôn ở bên con. Cha mẹ không bao giờ từ bỏ con. Dù chuyện gì có khủng khiếp nhất